Xin chào các bạn, hôm nay là gia đình mình đi cái thác nước Chút Abu. Tụi mình cái chỗ này cách nhà mình 1 tiếng rưỡi, cách Montreal 1 tiếng rưỡi, thì mình sẽ mua vé tại đây luôn. Người lớn thì 7 đồng, con nít dưới 6 tuổi thì miễn phí. Đây là chỗ mua vé đây. Giờ mình tụi mình đã mua vé rồi, mới ông xã mình mới mua đó. Giờ mình sẽ đi vô, đây chơi. Nami, cái thác này mình được tắm nữa, mình thấy trên mạng nói là có thể tắm. Ở cầu cá. Đây là cái sân parking nè các bạn. Thì có người sẽ hướng dẫn mình đậu ở đâu, tại vì ở đây là bãi cát. Chỗ này mình thấy cũng nhỏ, ít chỗ đậu xe lắm. Cũng vắng, không có ai đi. Hôm nay là Chủ nhật nè. Dưới đây, xong rồi đó là cái tháp nó ở dưới đây. Ở trên nước ở đâu? Đây nè, có một đứa ở đây nè. Mình đang ở đây. Mình phải walking xuống đây. 800 thước. 800 thước. Khoảng 20 phút. Okay. Tụi mình sẽ đi theo cái hướng chỉ dẫn về cái thác nha các bạn. Đâu? Có cái tấm nè. Đi với tụi này không biết chừng nào mới tới rồi. Mỗi lần thấy một có chút là nó la lên. Đi. Cái nóng. Khi mà xuống ở cái people window không thể ở đây. Bonjour. That's a yacht. Cái này phải linh chi không? Chả biết nữa. Con cái hát mushroom như một giác. Dạ. Ở đây. Dạ. 6 coins. Tụi mình đi bộ theo con đường chạy dọc theo bờ suối đây. Phong cảnh rất là đẹp nhưng mà cũng hơi khó đi đó các bạn. Cái đường đi này ngay bên cạnh cái thác là đẹp lắm. Mi là nói là Mi là biết ở đây có clam. Nghĩa là con cá nè. Small fish, cá nhỏ. Thấy không? Đây là cái cầu có mái che nè các bạn. Thì tôi nói là khoảng năm 1873 với lại 58 đó, thời đó họ xây nhiều cây cầu có mái che. Bây giờ không có nhiều nữa. Bây giờ mấy cái cầu này đi. Trên đường đi cũng có vài chỗ có băng ghế để cho mình ngồi nghỉ ngơi nữa nha. Can I go, mommy? Mommy, a fishy! Yeah, a fishy.
Mình chưa tới chỗ con, mình đi lại chỗ kia đi rồi hồi mình về. Chỗ kia đi. Ok, rồi đi. Chút nữa đi lại chỗ này nó có nước nhiều hơn. Bye bye, Nana. Raspberry, ờ. Có nhiều ở sự đoàn sáng đi. Nam đi. What is this? Raspberry? Rồi đi. Ok. Pew, pew, pew. I am the pretty raspberry. That's not raspberry. Nó xuống màu vàng. Đây là một vài phong cảnh trên đường mình đi đây các bạn. Dọc theo đường đi nó có một con suối rất là đẹp. Của rừng, cái này là loại wild, yeah, blueberry. Cái này là dại á, blueberry, cái Việt Quốc dại. Đường này không có thích hợp cho các xe đẩy nha các bạn. Các em bé đi bộ cũng hơi khó đó, tại vì nó lên dốc xuống dốc. Nhưng mà hai bên đường nó có quá nhiều bụi bụi diệt quất mà cái loại mà dại đó. Trái nó nhỏ xíu nhưng mà nó tốt hơn là cái thứ mình trồng. Trời ơi. Ở đây là gì nữa? Dạ, mình đi xuống cầu thang đó. Ở đây nhiều người tắm dưới suối này lắm các bạn, nhưng mà gia đình mình thì chỉ ngồi trên bờ rồi duỗi chân dưới nước ngâm chân thôi chứ không có tắm. Bạn nào đi ở đây á, nhớ mang cái loại giày đi nước nha, để mình đi vô cái nước để không có bị đau chân chạy đây nhiều cả. Trên đường trở ra thì các con mình nó ghé lại bãi cát chơi thêm một chặp nữa rồi mới đi về. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Chào các bạn.